Đây đi anh, đi đi. Trời ơi, đứa đá ngon lành ha. Rồi, đi ở qua bên mông bên trái. Rồi, em đi sao nói nghe đi. Trước năm 2009, em đi làm, em tài xế mà. Ừ. Em ngồi suốt, ngồi lắp trên cao á, lại cầu dưới thế này. Tự dưng ngủ dậy là nó đau hết cái lưng này. Nó đau hết lưng luôn. Đau xong từ từ. Chưa ngủ dậy là đến tối rồi không đi xuống, nên là tuấn ngủ dậy được. Không là có ông anh chỉ xuống cái ông ở dưới Đồng Nai, ông nắn lưng giống như đắp thuốc. Thì khoảng được thời gian là nó khỏi được mấy năm, xong thì đoán lại đau lại. Đau lại đến năm, cách đây khoảng tuần. Thế năm là ngủ dậy mà đi làm. Ra cái thấy nó nhói lưng cái mà chắc là bị lại rồi. Đau lắm, từ đấy đến khoảng 2 tiếng sau là em không đi được luôn, chân không bước được. Không bước được, nhưng mà em về em kêu bà nghe em ấn lưng ra, ấn bước là đi lại được. Xong rồi về nhà nằm, em không đi được nữa, nó cứ nằm một bên, đau một bên trái rồi. Không đau bên trái. Đứng một tí là không đứng được luôn. Không chịu nổi. Quỷ. Rồi, bây giờ em đi qua lại đi. Cứ đi cái hướng như cũ được rồi, đừng có cứ ở đó. Và nó lệch người luôn ha. Đau quá, đi về đau dữ lắm phải không? Rồi, em quay vào đây rồi ngồi xuống thôi. Không có đứng đứng quyền, ngồi xuống thôi coi được. Rồi đứng dậy, được. Nhưng mà tiếng cuối nha. Cuối xuống. Đó, cuối cũng tốt. Chỉ có cái ẩn quá nè, nó xưng bên đây nè. Đây, nhìn này quay qua đây nè. Ẩn nè. Ôi trời ơi. Thập chỉ kim trầm. Danh trấn giang hồ. Trời ơi. Đó, quá trời nó nổi cục luôn. Nè, tôi cứ ngắt á. Đó, rồi. Đứng ở đây. Giơ tay đây. Rồi, ok được. Chích lễ luôn. Rồi. Rồi, ok. Qua đây cho thầy em là rồi xin lên chút. Đỡ nhiều ha, đỡ nhẹ phải không? Rồi, mềm lên rồi đây. Rồi, ngồi dậy là từ từ nữa rồi đó. Sử nha, lạnh quá. Rồi, ngồi dậy đi. Em riêng hết nè. Em. Nhưng mà giờ khác rồi nha. Dạ. Bây giờ em có tự tin là em sẽ đi khác không? Dạ. Em chắc tự tin là đi khác. Đi khác rồi. Đã làm thế đi rất nhẹ. Rồi. Dạ. Mọi người lùi ra sao? Từ từ bình tĩnh. Rồi. Bình tĩnh nha. Rồi đứng dậy. Rồi đi đi. Chạy luôn. Trời ơi. Quá tốt. Nó nói là thủ đoạn thực ác. Đấy, trời ơi. Bao nhiêu gánh nặng từ trước nay giờ tự nhiên dứt bỏ hả? Dạ. Em cảm giác như sao rồi? Cảm giác nó nhẹ người mà nó khoan khoái người lắm. Nó không còn tì tê như trước nữa. Dạ, bây giờ bắt đầu em đi ra lại nhanh lên chút rồi bắt đầu chạy. Bao nha, đó, ok. Rồi, chạy qua đi. Bình thường thôi. Rồi chạy qua đi cho mọi người thấy hấp. Dạ. Nhớ nhìn đang hốt không khí trong năm. Trước em có xem mạng rồi em cũng nhịn 2 tháng rồi em không ăn lại. Ủa vậy hả? Dạ, uống nước lọc 2 tháng. Nhưng mà khi này thôi nói rồi hả? Trước em ở, em mới Campuchia về xong em làm đấy hơn 1 năm. Dạ, dạ. Giỏi. Rồi, cố gắng nha em. Dạ. Rồi, được rồi.
Hớp đi anh em. Chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823, Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.